Chiều nay ngày 9 tháng 11 tại Hà Nội, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo tập đoàn BRG và Sumitomo Corporation để giới thiệu cơ hội đầu tư vào thành phố Đà Nẵng. Tham dự buổi làm việc về phía lãnh đạo thành phố có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng đại diện các sở ban ngành địa phương. Về phía tập đoàn BRG và Sumitomo Corporation có bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG và ông Koichi Taniguchi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Sumitomo Việt Nam. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đã giới thiệu khái quát về quá trình phát triển cùng những chính sách thu hút đầu tư, các dự án trọng điểm của thành phố trong thời gian qua, đặc biệt là quy hoạch trung tâm logistics, quy hoạch thành phố cảng biển, thành phố sân bay, quy hoạch mở rộng sân bay. Tại buổi làm việc, với năng lực kinh nghiệm và tài chính trong lĩnh vực phát triển bất động sản, đầu tư và vận hành cơ sở hạ tầng cảng biển, sân bay và logistics của mình, tập đoàn BRG và Sumitomo Corporation thể hiện sự quan tâm lớn và đánh giá cao cơ hội đầu tư vào thành phố Đà Nẵng trong các lĩnh vực này và mong muốn lãnh đạo thành phố tạo cơ hội thuận lợi để tập đoàn BRG và Sumitomo Corporation được nghiên cứu và có đề xuất đầu tư phù hợp.